Hôm nay chúng ta sẽ cùng thực hiện mẫu ombre trắng gương cầu vồng siêu hot vào mùa hè năm nay mọi người nhé. Rất là nhanh và rất là dễ thực hiện thôi. Chúng ta cùng bắt đầu mọi người nhé. Chào mừng mọi người đã quay trở lại kênh của Thảo. Trước hết, trước khi chúng ta thực hiện thì mình sẽ sơn cái lớp nền này lên mọi người nhé. Rồi, mình sẽ sơn nền màu nút mọi người nhé, sơn lên chiếc móng giả này đấy ạ. Tại vì đợt này mọi người, học viên của Thảo vào lớp và đã vào học rồi cho nên là Thảo đứng lớp nhiều, cho nên là rất là khó tìm được mẫu. Thì thời gian làm nó hơi lâu một chút nên là đợt này Thảo sẽ làm trên móng giả, một vài video trên móng giả nhá. Đây nhá, cái màu hồng này mình hơi đèn rồi mọi người nhá. Còn trắng gương này mình sẽ bỏ ra, mình sẽ lắc trước khi mà mình mở để tránh cái trường hợp mà trắng gương nó tràn ra nhá. Và cái nắp thì chúng ta để ngửa lên nhá. Trước hết mình sẽ dùng cái cọ ở bên trong cái hộp nó đã cho nhá. Tráng gương này mọi người cũng cần lưu ý là chọn kỹ một chút, bởi vì trong trường hợp các cái loại mà tráng gương mà nó bị hạt to mọi người thì nó sẽ không được mịn đâu ạ. Rồi mình sẽ làm đậm ở phần dưới nhá và nhạt ở phần bên trên. Sau khi mà sơn lớp này xong mọi người, nếu như mà trên tay thật ý thì lát sau nữa mọi người sơn lên một lớp base nhá, sau đó chúng ta mới sơn top lên nhá. Mình sẽ hất ngược lên nhá, hất ngược lên. Rồi đây là với cái móng rất là dài nên Thảo đã làm bằng que mút này. Nếu như mà tay ngắn ấy, tay bình thường, cái móng tay ngắn thì chúng ta có thể dùng chính ngón tay của chúng ta để bôi cái tráng gương này luôn cũng được. Bây giờ mình sẽ gạt nhạt cái phần trên cùng mọi người nhá, càng trên cùng thì mình càng làm nhạt đi nhá. Đó, ấy, cái tráng gương này nó hút rất là nhiều vào cái mút này. Thì mình sẽ gạt dần đậm ở bên dưới nhá, bắt đầu hút ngược lên. Đó, cái bộ này thì làm cả bàn chúng ta cũng rất là dễ phối. Sau đó thì chúng ta sẽ dùng ngón tay cái nhé để mình xoa ở phần trên này để cho nó nhũ nó nhỏ nữa ra. Đó, ok, và mình lại sơn top lên nhá. Mọi người nhớ nếu như trên móng thật thì mình sẽ sơn liên kết lên trước rồi hơ đèn rồi chúng ta mới sơn top mọi người nhá. Đó, rất là đẹp, rất là dễ phối và rất là nhanh đúng không nào? Mọi người có bất cứ thắc mắc nào hay là bất cứ cái gì chưa hiểu về chuyên môn thì mọi người hãy cứ bình luận ở phía bên dưới nhé. Để lần sau mà Thảo ra video Thảo sẽ làm để giải đáp các thắc mắc này cho mọi người. Rồi chúng ta bỏ hơ đèn nhá. Đó, như vậy mọi người xem sản phẩm của chúng ta này. Ombre cao hay thấp là tùy vào chúng ta nhé. Còn cái ánh cầu vồng này rất rất là xinh luôn. Rồi. Rồi. Xin cảm ơn các bạn đã lắng nghe đoạn chia sẻ của Thảo trong video vừa rồi. Hãy ấn vào nút subscribe, nút đăng ký ở phía bên dưới màn hình để nhận được video của Thảo sớm nhất. Hãy đăng ký nó ngay bây giờ, ấn vào nút hình quả chuông để lần sau khi Thảo phát sóng, bạn sẽ nhận được video của Thảo sớm hơn những người khác. Xin chào các bạn và xin cảm ơn.